Ngày 6 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội thi tin học khối cán bộ công chức trẻ cấp tỉnh năm 2017. 70 thí sinh là cán bộ công chức cấp xã, huyện và tỉnh tham gia hai nội dung thi, gồm thi trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư số 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua một buổi thi, thí sinh Trần Qua Ni, đơn vị xã Phú Bình, huyện Phú Tân đoạt giải nhất ở bảng K1 cấp xã. Thí sinh Trần Văn Thảo, đơn vị Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, huyện Thoại Sơn đoạt giải nhất ở bảng K2 cấp huyện. Thí sinh Trần Bảo Lê, đơn vị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đoạt giải nhất ở bảng K3 cấp tỉnh. Các thí sinh đoạt giải nhất các bảng hội thi cấp tỉnh được cử tham gia vòng thi toàn quốc, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tại Đắk Lắk. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 21 giải nhì, giải ba, giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích tốt trong hội thi.